ở trên á, cách đây xưa giờ không có nhận đệ tử, tại vì trứng rồng chưa có nở á, không có muốn bị ung phải không? Tại vì rồng một mình á thì không bao giờ bị ung, mà chỉ có đệ tử á cứ thăm hỏi vợ nấp ra nấp vô bị ung, cho nên không có không dám đụng tới đệ tử. Rồi cái sau này thấy nhiều người thương quá, cái mẹ với mấy dì kêu con cứ nhận đi. Nhưng mà con nhận những người nào á nó có cái sứ mệnh á, tức là để giúp cho cái hội Long Hoa. À, còn nhận đệ tử lớn á thì mất công á, mỗi một lần đưa một đệ tử lớn về trời á là phải dùng lực đưa, thì bữa nay mình giảm thọ. Cho nên bữa giờ đưa cũng nhiều rồi, chắc sư phụ cũng phải đi về xóm với Thiên Ảnh với Thiên Huệ vậy đó. Còn giờ nhận đệ tử lớn tuổi nữa chắc không biết nghe. Cho nên mà sư phụ không có sợ mấy cái đó, nhưng mà đệ tử lớn đâu có gì, đâu có giúp được. Một cái quốc gia sau này á nhiều cái mình còn phải làm. Cái này nó hơi đụng chính trị. Nhiều người cứ tưởng đâu mình nói giống như mình nói chơi vậy, nhưng mà nó chơi toàn là trúng thiệt không. Chuyện này không có nói chơi đâu quý vị, thì nói thiệt không á. Chỉ có quý vị ngoài kia không có hiểu Kiệt, cứ tưởng đâu Kiệt nói giỡn, tưởng đâu Kiệt ảo, nhưng mà thật sự mấy ổng ảo. Mình nói đi ngược lại, cách đây 3-4 năm, ví dụ như thời đó cũng bắt Trọng nghe, bắt Phúc mấy bác đó, rồi bắt Hưởng, rồi bác gì nữa đây, à Minh Chính rồi đó. Mà đừng có nghĩ mình là ảo, nghĩ mình là thiệt. Thì lúc đó chơi với Mỹ thời 100 đúng không? Có phải giờ bao nhiêu công ty di mạch khai thác của Mỹ nó đổ vô Việt Nam ầm ầm không? Mình đã bị mất một cái cơ hội, một cái tour rồi. Đi mất một vòng rồi, phải đi quanh đầu lại. Thấy uổng không? Nhưng mà cuối cùng rồi á, hôm nay á, cơ trời cũng quay lại. À, cút khỉ không quần cút khỉ. Sau này á, đến khi mọi việc mà rõ ràng á, giật mình mới biết là mình quen lâu rồi á. Ở vậy con người á, cũng giống như mình có mấy đứa con mà nó hư á, nó không có nghe lời. Rồi đến khi nào á, mình nói thôi con cứ đi ra ngoài đi. Đi đến khi nào mà sức đầu gãy gọng rồi đó, đụng vô tường, u đầu bể chén, lúc đó mới quay lại. Má ơi, con không nghe lời má. Muối cá không ương cho nên cá sình á. Cá không ăn muối cá ương, cá không ăn muối cá ương nó bị sình. Mấy con bây giờ thích ở Thiên Long Sơn hay thích Thiên Long Cung vậy? Thiên Long Sơn. Ai nói Thiên Long Sơn giơ tay lên. Đây là quay ra coi. Còn những người nào thích Thiên Long Sơn? Trời ơi, tự gì đang ở Thiên Long Sơn. Giờ ai thích Thiên Long Cung giơ tay lên. Thôi cũng thích cả hai luôn đó không? Thật sự ra mỗi một nơi á nó có cái khác nhau. Tự vì Thiên Long Cung á, để cho phụ nói cái sinh hoạt của Thiên Long Cung. Thiên Long Cung á là chúng ta á là một cái gia đình. Thấy không? Sư phụ ở đó thì mới không biết đó rồi. Mới còn ngủ dưới lầu đúng không? Và đồng thời nó có bờ sông thanh tịnh nữa. Mình có đồ ăn liền. Nó giống như nó ấm cúng tình thầy trò. Qua bển mấy đứa đệ tử bển hay về đứa nào khóc cũng có hủ có hủ. Thì cái đó bề trên á cho cái phước đó cho những dân dùng đó. Tuy là hôm nay cái hạt giống á nó mọc lên từ Thiên Long Cung rồi Thiên Long Giang. Còn Thiên Long Sơn mình á nó bao la nó lớn quá. Giờ ngồi đây cũng phải mua răng to go. Còn bên kia là cháo trắng, nước tương, thì tụi nó cho ăn vịt muối. Nó mì ly nước nóng nó đầy đủ không? Cũng thì ngon. Sáng cái mình lấy cái ly cà phê mình ngồi sát bờ sông. Ủa, thôi thơm mộng. Nó gọi là thiên đàng của hạ giới. Cái đó gọi là thủy đàng phải không? Cái đó là của bên bên công chúa.
À, thủy cung. Tại vì nước á, mỗi lần mà dụ ngồi ở sát bờ sông mà nói chuyện á, ở dưới mấy tiên nữ dưới Linh Đông đó, tiên nữ của Long Cung, họ cũng lên họ nghe mình nói chuyện đây. Còn đây tiên nữ không có lên được tại núi không à? Cái hồ thôi không phải. Nó phải là cái nguồn nước lớn. Nó là giống như vậy, nó phải đi thông ra biển. Thì cái Thiên Long Cung á là nó thông thông qua những sông lớn rồi ra biển. Thì mấy vị cũng là rồng hay là rùa hay là con này con kia cũng lội vô. Rồi xong cái biến hóa ra thành cô tiên rồi bước lên bờ. Còn này lội đường nào? Lội cái kia. Mà phải đi bộ từ ở đằng kia từ Sang Phan qua đây á, phải đi Uber nữa. Cho nên nó khác, nó không có giống. Hay là ở trên trời mà hay xuống xuống. No, ở dưới nước là dưới nước. Cái luật ở dưới nước hả? Ở đây có chư tiên. À đương nhiên. Ở đây có thiên đình nhưng mà đó cũng trên điện thiên đình cũng xuống luôn. Thường thường mỗi cái buổi lễ á, cái kiện mấy tổng kết này coi mấy người mới mình nói kiệt với quý vị đi không? Lên đây cái dễ dễ. Cái nhiều người không hiểu. Nói hồ anh bây giờ anh ngã mạng quá ha, cái đầu anh giờ bự rồi ha, anh dễ dễ. Bây giờ máy quay phim nó làm gì? Rồi mấy vị nói mình vẽ để cho những người đệ tử giống như có cái ấn để mà lưu niệm, và đồng thời cái này á ban đêm á mấy ông ma nó thấy. Vậy mà trên mạng cũng có nhiều người người ta khiến người ta chấp kiểu nào người ta cũng nói. Cũng biết gì cũng sợ luôn á. Mình hiền như là cục đất vậy. Mà cũng bị lên án tối ngày. Kiểu nào cũng lên án hết. Hôm qua có kêu ông kia lên trị bệnh cho em á. Dạ có rồi. Thì em cứ lên đây thêm 3 lần nữa, em sẽ trở lại đời sống bình thường. Còn thấy cái mặt này á, gầu. Nếu mà không hiểu mà không biết á, xong luôn á. Là coi như đi sớm. Đi giảng sanh sớm. Không biết có giảng hay không nữa. Em biết theo anh từ lâu rồi đó, từ ở Việt Nam à. Cho bữa giờ không tới đây. Mà em ở Tennessee, em qua em mệt, em bệnh biết em không đi được. Đó, mấy ông ma làm đó. Mà má cũng khôn nha. Ma đi nói chuyện với cái đệ tử này, đi về núi Thiên Long Sơn đi. Thật đi, ở biết, phải không? Nó biết nói, tại nói nghe được. À, khi mà em ra nói em là... Quay ảnh đó. Thiên Long Sơn, theo cái đạo này là đạo chính đó. Đạo chính chứ không phải đạo tà. Chính chứ không chính, của cha mà là đạo tà được. Dạ. Nhưng mà em theo từ bên Việt Nam mà năm 2021 là em qua đây. Nhưng mà bữa hở mà theo cái đạo ngồi luyện khí công là đạo gì? Của ai? Cái đó là không, em mất ngủ rồi em đến anh Phương chú Phúc á, chú cho dạy cái năng lượng đó để em ngủ được, em đâu có theo đâu. Nhưng mà bây giờ có ngủ được không? Không, chờ em bỏ lâu rồi. Em bị ói quá. Em bị ói quá. Khi mà lấy năng lượng của chú Phúc á bị ói khủng khiếp. Tại vì mình thuộc dạng tép riêu, mình không có nổi tiếng. Với lại mình chưa bao giờ đi ra gặp ngoài public mà để fly hay là có người ban bệ hay là phải trả tiền trước rồi mới dự. Mình kiểu vậy nè. Nãy giờ mình trốn, mình tính mình ấy. Qua yêu tên cũng vậy. Mà cái người ta nó một đứa mà lên cái hình ảnh là người ta biết ở đâu á. Nó trời ơi anh Kiệt ở đây sao không biết. Thì lúc đó giờ chót là giống như tối lại á, thì mới thông báo. Thì kéo ra ngoài Thiên Long Giang bữa đó mấy trăm á. Chứ mình không có cho biết cái lực trình mình làm gì á. Đột xuất không. Với lại cái đạo này của cha mẹ là cha mẹ muốn coi những đứa con từ tâm, giống như mình khấn cha mẹ bằng cái tâm đúng không? Chứ không phải mình cúng cha mẹ có bó bông cái mình xin đủ thứ. Thì coi đứa nào thật sự hôm nay là quay đầu. Chứ còn mình mà đi quảng cáo hay là mình có ban bệ hay có marketing hay có những người làm mấy cái giỏi giỏi này á, thôi còn gì để nói nữa. Nhưng mà cũng mấy vị nói là còn một số con của cha mẹ còn cái tánh linh
không phải là vô minh hết trái đất này 8 tỷ người, nhưng mà bữa mấy vị giải thích làm sao ta? Con lần cái mấy vị giải thích bây giờ họ cũng tin lắm rồi, công giáo cũng đông lắm, âm thầm đông lắm, rồi mấy bà Phật tử cà gù cà gật, tuy là vẫn theo mấy ông thầy nhưng mà bên trong cũng tin, cũng mấy chục triệu người á. Còn xung quanh đây thì có mới đệ tử thì nó hiểu, nó gần mình, nó thấy nhiều chuyện không cần phải nói. Em ở Việt Nam em thấy đường Lý Chiến Thắng là người ta để cái hình thiên tâm rất là nhiều. Lý Chiến Thắng hả? Đường Lý Chiến Thắng ở quận 3 đó, gần nhà em. Trời, nó nói kiểu này bển khu vực nó bị nó quần. Thật sự trong bộ chính trị á, mấy ông lớn á là cũng theo nữa, nhưng mà giống như về nhà thì đeo không, còn mà đi vô họp hành thì giấu. Sao không tin được? Tại mình đã từng nói rồi, ông Nguyễn Trung Hòa là cố vấn cho Nguyễn Tấn Dũng, cố vấn cho Võ Hằng Kiệt, nói lên mạng luôn nè, cố vấn cho ông Phúc, mà thời ông Phúc đi qua họp với ông Trump, ông đó thần thông kinh hoàng, ổng là biết mình là ai mà. Rồi mà một ngày ông bị mấy vị phạt, đêm đó chạy về Việt Nam không kịp, xém chết, thì phải xin nhà ông ba cây nhang. Với chủ tịch nước mình bây giờ là Võ Văn Thưởng, cách đây 5-10 năm về trước bị bệnh muốn chết. Ô anh Kiệt ơi, khấn giùm em, lúc đó đi Nhật vì bệnh, lúc đó chưa làm chức gì, anh chỉ là tiên giáo thôi, nhờ mình khấn. Bây giờ còn cái mạng ngồi đó, mà giờ không biết nó lấy ân báo quán hay là lấy quán báo quán. Ê, lấy quán báo ân biết. Ê, nó là thiệt có nghe, du mà lấy quán mà báo ân là du tội á. Này nói là lên mạng luôn, không có cái là chuyện thiệt, là kỳ kể thiệt. Bữa em đi xuống Vũng Tàu đó, tụi em bệnh quá em xuống Thích Chấp Hạnh á, thì xuống dưới đó thì mấy cái cô sư cô á cũng mới nói là cô chỉ đeo cái chỉ tin anh Kiệt thôi, đeo cái thiên tâm này thôi, mấy sư cô nói vậy đó. Em gặp dưới Vũng Tàu đó, khổ quan cái là mấy đứa nhỏ nó quan trọng quá không. Mấy đứa nhỏ nó mới hiểu vậy, bố láo ba que, tối ngày cứ chửi mình là bố láo ba que không. Là mở lần ấy mình phải khấn cho họ, trời ơi, tôi đâu có bố láo đâu, tôi là lo cho nước Việt muốn chết, lo mà đến nỗi mà thí trong 110 năm. Tại vì mình biết ổng với mình với ổng là đi chung. Ổng là mặt đời, vô vi là một chuyện nha, mặt đời phải có người làm việc, cũng giống như cái lập trình đánh ra, nhưng mà cũng phải có một cái máy móc, có computer nó mới làm. Thì ông Trump mình vậy, mà để ông rớt kiểu đó thì cái thế giới này nó sẽ nhuộm màu đỏ liền á, là trở thành của Trung Cộng hết. Thì ổng rất là quan trọng, đi song song thì mình khấn cho ổng. Ổng là người sẽ đem lại cái hòa bình của cái quả địa cầu này về mặt đời. Dĩ nhiên là mặt vô vi thì có cha có chư Phật, đúng không? Nhưng mà cha chư Phật là chỉ đợi khi nào mà mình bỏ cái xác phàm rồi á, thì lúc đó mấy vị mấy còn về mặt đời á, là tự tâm chúng ta tại trái đất này của chúng ta, tự chúng ta tạo nghiệp, chúng ta phải tự sửa lỗi. Thì ông Trump rất là quan trọng với mình. Mình khấn cho ổng, hiện giờ thật sự ổng không biết nữa. Rồi thời mà ổng ra ứng cử lại á, bị mà ăn hiếp á, không sao đâu, lâu nắng chỗ đen chỗ vui. Cái tiệm nail hay là người Việt mình đó nghe, không bao giờ mà đi bỏ phiếu, cũng chẳng quan tâm tới chuyện của Mỹ nè, mấy thằng Mỹ này ha, không ai đi. Thì từ đó cái kênh Ngô Tiến Kỳ Official ra đời á, thì làm cho cả người đóng người á mới lăn xăng đi bỏ phiếu. À, thì mới biết là cái thế giới này nó có quỷ và có Phật, có chánh và có tà. Chánh không có hẳn là các Marx Lenin, tà chánh không có hẳn là giống như phe ở nước Mỹ là chánh, mà tà không có hẳn là Liên Xô, các Marx Lenin hay là Trung Cộng, mà nó nằm lẫn lộn hết. Nước Mỹ này cũng là đại tà luôn á, dân chủ mình thấy giờ đại tà, mà thời đó ai mà hiểu được chủ dân chủ cùi kiểu này. Chuyện ông Trump mấy ông ra lùm xùm á, ổng đâu có bị lỗi gì đâu,
mà đem lực rừng của những nước cộng sản ra nó quậy ổng. Mỹ này có một lừng rực mà nó không xài một rừng luật à, còn nó đi xài luật rừng hả con mà nó sạc. Thì nói chung á là ổng cũng có chân mệnh, nhưng mà chân mệnh mặt đời, còn mình nó là làm cái đạo. Khi mà cái thế giới nó hòa bình rồi á, cái đạo thiên tâm á từ từ nó mới thống nhất được, chứ còn cái thế giới hỗn loạn kiểu này á là chỉ có nhóm những người mình biết thôi, không phải là ai cũng biết. Tại lúc đó người ta mới quảng hồn những gì mà thương chúng sanh, thay lời cha mẹ, mẹ nó kêu con á lập đàn khấn là vì sắp sửa có chết, sắp sửa có một con Covid mới, là tại vì nó lì lắm. 4 năm nay con Covid này nó bay, nó sẽ vô trong những con thú rồi nó lây ra con người. Lúc đó là không biết thầy trò mình còn gặp nhau kiểu này không á, tại nó vừa cắn con rồi con bị nhiễm Covid liền, chứ không phải Covid từ người qua người, còn đeo mặt nạ nghe, từ con thú thì mới nhận mới hiểu được. Và đồng thời sẽ có một cái nạn đói khủng khiếp sắp xảy ra khi mà nổ súng. Thì thời đó không, người Việt Nam mình đâu có ai quan tâm chính trị để bỏ phiếu, thì cũng nhờ cái kênh này của mình. Mà cái tức cười đó là quý vị có biết á, mấy cái ông mà HO, mấy ông cực đoan với mấy cái nhà truyền thông rộng miệng á, lớn tiếng rộng miệng mà trên đài á, mấy ông cũng không bao giờ cảm ơn mình á. Ờ, cảm ơn anh Kiệt nghe kêu cộng đồng Việt Nam đi bỏ phiếu cho ông Trump. Mấy ông rất là nhã, rất là cao, mấy cái đài mà như đài Phong hay đài Quý hay mấy cái người mà chống cộng đây nè, họ cũng không có hiểu nữa. Lúc nào họ cũng coi Kiệt là dạng thấp hèn hết á. Quý vị thấy có buồn không? Họ nghĩ họ có học thức, họ nghĩ họ đại diện cộng đồng làm này làm kia là họ cao sang rồi. Có cái đó. Đến khi mà Kiệt nói hồi xưa, Kiệt nói với thằng Lân á, Phố Vô Sa á, là Kiệt nói là Đài Loan sẽ tuyên bố độc lập. Lúc đó nhiều người cũng chưa có hiểu cái đó nữa. Nó ồ, Đài Loan đã độc lập rồi, trên đài nó còn cãi mình nữa. Ai mà coi lại những tin tức thời xưa ấy, sau này Đài Loan sẽ độc lập, sau này những cái thể chế mà trong Trung Quốc sẽ xài cái thể chế của Đài Loan đó. Nắng hả? Nắng á, sao của nó? Ăn mấy em, tại uống nước trà nhiều quá, ăn quá ăn nó sốc ruột quá. Uống trà bông cúc nó đỡ rồi. Uống trà này. Hồi xưa là còn không biết ca, sau này cái mình độ chúng sanh cái mấy vị nói giờ độ kiểu nào nói thì đã ngon hết rồi, có đâu qua ca. Ca đâu phải là hay dở, ca sĩ á nó đâu có nhiều người như Đàm Vĩnh Hưng, triệu 100 triệu người có 1-2 thằng đúng không. Mình ca đừng có quá tệ là được rồi, cái ý nghĩa là quan trọng, cái âm thanh, cái điển thanh mới là quan trọng. Vậy mà có nhiều người á còn chê mình ca dở, họ không có hiểu cái ý của mình vậy chứ. Nhưng mà quý vị nên nhớ nha, quý vị bấm Đàm Vĩnh Hưng ca mà chừng tiếng thôi, quý vị quải liền á, mà nghe Kiệt ca hoài quý vị sẽ thích. Tới cái chữ mà ca sai á, ta nói mệt phải không, một á, lại một phái cái một á, đúng không. Tại vì cái điển thanh nó khác, mục đích của mình là truyền cái điển thanh để cho mọi người thức tỉnh. Nó cũng y giống như cả 100 triệu người đang u mê, đang lần quần như gà xây cửa mã vậy đó, bị mấy ông thầy bị nhồi sọ thì cái điển thanh nó vô cái đầu, rồi cái bị Comethon với bị thiên linh cái lão ban nó quậy khắp hết, rồi thêm mấy cái vụ mà ngồi thiền năng lượng gì nữa nè, đó quá trời luôn. Mấy cái năng lượng đó nó làm hư hết kinh mạch, con người không phải là con người nữa, một thời gian sẽ chết thôi. Không ngủ được là chết đúng không? Không ăn được. Đừng bao giờ. Cha nói thì sao, Phật nói thì sao, mình làm đúng. Ngày đầu tiên Thiên Tâm Đạo ra đời, hôm nay thời ma quỷ, mình tu tại nhà, tu tại núi này, đọc kinh Thiên Tâm,
đọc Lăng Nghiêm. À, rồi ngồi thiền, phải ngồi thiền. Thì hồi xưa lúc mà mình còn trẻ, mình lớn lên, mình phá thai hay là mình lỡ vô tình hay là không hay cố ý cũng không cũng bao nhiêu lần, thì hôm nay cứ lại sám hối. Tại trong đó cuốn kinh đó là được hội đồng chư Phật và mẹ chư Phật Bà Âm đã chứng nhận rồi đó, con không biết không. Tại sư phụ làm cuốn kinh đó đó, hồi những cái năm đầu rất là vất vả, phải lựa từ chữ, mà trong khi lúc đó tiếng Việt không có rành, lựa tới lựa lui á, rồi lúc mỗi lần lựa xong để cọc giày, cái mẹ chân để cái tay xuống thôi là mẹ đọc hết trang đó hàng đó sai, cuối cùng mới rút lại thành nhiêu đó. Rồi cái lúc hồi xưa nó làm tới 2 tiếng mấy, cái nó thời buổi văn minh đó, con làm sao vừa có sám hối vừa hết mọi thứ để mà nó thu gọn lại để cho người ta tiện lợi, mà mình mắt của mình á, mình đâu có bằng mắt của bên trên. Kinh đó được chư Phật đọc qua rồi, còn kinh thời nay á, mình không biết là ban tiên giáo nó đọc kiểu nào phải không. Ai đọc kinh Thiên Tâm một kỳ á, là bằng đi vô chùa tu á, 1 năm á, nó có hiệu lực như vậy đó. 1 năm á, tại vì trong đó là mỗi lần mà mình nãy mình có cha mẹ trong đó. Còn bên kia đó họ có tu kiểu nào, họ lặn hợp với cõi ta bà này á, giống như đám đang chết chìm nha. Mà đến lúc mà người ta tới làm cha mẹ thương con, muốn kéo tay con lên á, thì họ là phủi tay cha mẹ ra, họ không tin cha mẹ, họ bác bỏ cha mẹ, họ không tin Thượng Đế, không tin Phật Di Lặc. Phật tử mình á, họ có 50% hơn người đời rồi. Người đời là không, mình không nói nha, họ không có tu mình không biết. Năm loại mà mình nói bác sĩ với kiến cận là mình không có nói. Nhưng mà cái Phật tử á, lại là càng khó độ hơn, là tự vì họ dính vào cái đó rồi. Thì đó là trong 4 loại thuyền mà Phật Thích Ca có nói á, là cái loại thuyền bị nhiễm nước dơ á, bây giờ bao nhiêu mà pháp lành vô á, nó cũng không có thông nữa. Phật chỉ chọn có 1 loại thuyền là trống không, vô bao nhiêu là nhớ bao nhiêu. Còn cái loại thuyền Phật tử bây giờ là cái loại thuyền mà chứa đầy nước dơ á, cho nên vô bao nhiêu là hãy hết. Những đứa con họ thiên mới sau này nè, là những đứa đó là loại thiền mà tuy nó mới nhưng mà sau này nó chắc á. Mình đi về Houston le the cũng ngay ngày đó, ở ngoài kia có ông thầy Pháp Hòa tới 5-7 nghìn người đón ổng như đón vua vậy. Còn sư phụ mà ngồi như đó không hứa, ông nghe ông kia ông kể, ông nổi đó bê đê á, tà đó. Vậy mà người ta theo, chưa tính nữa, mỗi lần những cái khóa event mà ngồi thiền của ông gì á, ông Phúc ông gì của ông á, là cả 5-7 nghìn người bay từ Việt Nam qua Mã Lai. Những lúc mình thấy chúng sanh nó vô minh, mà nó quá trời vô minh, vừa tốn tiền mà vừa học để chết sớm, học để xuống địa ngục. Xuống địa ngục cần gì phải đi học, đi làm ăn cướp nhà băng cũng xuống địa ngục á, đâu có cần phải mặc áo chàng mà đi xuống địa ngục chung với mẹ ổng. Vậy mà họ cũng học kiểu đó. Em mới qua Nam Cali biết là ông Phúc ông mới mua cái nhà 2.8 triệu đô. Mới mua nhà 2.8 triệu hả? Dạ, mà ở tại Cali đó, mà Nam Cali á, nhưng mà ông đi qua Thái Lan với lại Malaysia là ông dạy là nhiều tiền lắm. Mới mua một cái nhà 2.8 triệu. Sư phụ cần cũ Hoa Lan này thôi, là phụ nói chuyện thêm đường tiếng rồi đó hả? Không cần 2.8 triệu của mấy thằng không? Thấy là bậc. Cho xin chai nước nữa. Có chai nước lạnh không? Nghe là thấy ngã ngựa luôn á.